Rồi, hôm nay em xin chào tất cả mọi người nha. Thì buổi chiều hôm nay em đi thăm bầy rắn mọi người ơi. Bây giờ thì cũng đã 1:30 nữa nha mọi người. Thì cái luồng này em có mười mấy cái à. Tổng cộng bữa nay em đi thăm 25 cái nha mọi người. Buổi chiều, không biết kịp hay không đây nữa. Thì em đem theo ba cái bẫy xí cua, chuột, lúa và củ sắn nha mọi người, số lưới. Với lại em đem theo hai cái bẫy lớn nè mọi người. Hai bẫy lớn em làm 4 cái mà em để nhà đó, hai cái là em đặt chỗ khác. Còn đây em theo hai cái em đặt đây. Tại vì có người nói ở đây có cặp hổ giận cũng lớn lắm mà không biết còn hay không, hay bị anh em nào khác bắt rồi không biết. Thì cái bẫy này em làm là dài là 70 nha mọi người. 10 10 12 nha mọi người. Đấy. Hai cái. Chuột lúa vô sẵn rồi nha mọi người, hai con chuột luôn. Rồi, thì bây giờ em kiếm chỗ em đặt hai cái bẫy này trước rồi xong rồi em đi thăm cho mọi người xem nha mọi người. Mọi người xem video mọi người nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ em nha mọi người. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bây giờ để em ốp máy là em đi đặt hai cái bẫy này nha mọi người. Rồi, cái đầu tiên của điểm này nha mọi người, ở trong đó nha mọi người. Để em đi qua bển. Thì cái này chuyến nào cũng dính đó mọi người. Không biết chuyến này thì như thế nào. Ồ, dính mọi người ơi. Con hổ hành nha mọi người, quá im. Cái đầu tiên nha mọi người. Rồi đem ốp máy cái em đặt cái lại cái bẫy xí cua xong rồi ra ngoài em bắt cho mọi người xem nha. Nắng thì ghê nắng mọi người. Ở đây em có một cái nữa nha mọi người, em mới đặt được có một cái bẫy lớn, còn một cái nữa nãy dính con hổ hành em chưa bắt ra nữa. Đem thăm cái này nữa rồi bắt ra nha mọi người. Em thấy con gì nó lú cái đầu mọi người. Trời ơi, con tròn đen. Con tròn mọi người ơi. Con tròn đen. Thấy thèm dữ hả? Cắn banh chành cái hôm luôn. Thôi, để em đặt lại cái bẫy xe cua nha mọi người. Tính xử lý nó sau. Đây nha mọi người. Con đèn này nhỏ chứ không bự. Trời ơi. Con đèn tơ nha mọi người. Nó vô hồi nào đâu á. Vô đây nó ăn chuột. Cháy quá mọi người, thông cảm nha mọi người. Nắng quá trời nắng. Con này bỏ vô túi lưới không biết nó cắn không đây nữa. Lát xíu mình bỏ vô túi lưới. Đây con hổ hành trong đây nha mọi người. Hai cái đầu tiên. Con này chắc được nhì rồi mọi người. Mới ón chuột ra luôn. Mới ón chuột ra nha mọi người, con này chắc được nhì với con trồng đèn nha mọi người. Hai cái đầu tiên rồi, để em bắt nó ra cái nha mọi người. Con trồng đèn thì em bắt ra em khỏi quen nha mọi người. Ngồi ở dưới gốc chanh. Ra em. Đưa ra. À. Mướt rịnh luôn nha mọi người. Con hành đầu tiên. Con này không biết được nhì không. Chắc
chắc được 3 lạng thôi mọi người. Rồi, để em ốp máy em bỏ nó vô để em xử lý con trồng đèn này cả nhà mọi người. Ở trong đây em có con cái nha mọi người. Ngay chỗ gốc dừa này. Không dính luôn nhà xìu mọi người. Chuột chết luôn. Tiếp tục nha mọi người. Ở đây em có con cái nữa nè. Trong cái chỗ này em lấy cái bao em nhét lại. Ồ nặng nặng nha mọi người, nặng. Con gì đây? Hấu hành hết đi. Trời ơi con hấu hèo mọi người. Wow, con hèo này cũng cả ký nha mọi người. Rồi để em bỏ, để em đặt lại cái lợp xì cua xong em làm thăm mấy cái ngoài kia để em bắt cho mọi người xem nha. Ở cặp bờ kinh này em có con cái nữa nha mọi người, em thăm cái này nữa để em bắt con hổ dễn ra cho mọi người xem nha. Thì lúc đằng kia còn hai cái nữa, ở bên kia còn ba cái, bên kia chắc em để ngày mai quá mọi người, ngày mai em đi cái đường đó vòng vòng qua bên kia cho nó thuận tiện hơn, giờ em chạy vòng vòng mệt đó. Cái này thì chiến rồi không dính, chiến này thì cũng nhẹ xìu. Còn chuột không, chuột rã xác luôn mọi người. Rồi để em bắt con dện ra nha mọi người. Con này chắc cũng 900 gram mọi người, không tới ký đâu. Nếu mà mập thì có thể được 1 ký nha mọi người. Con này mập mọi người, có thể được 1 ký đấy. Thấy nặng quăng em tưởng luôn. Dính vô hổ hành, vô được con hổ hành mà nặng kiểu này thì hai cây ghim mới đây bỏ nó mất tiêu đây. Nặng kiểu này thì thôi chứ vô lúc tay luôn, ai ngờ đâu. Hổ dện nha mọi người, mấy con này nó cũng lép bèo đi. Con rắn thứ hai của buổi chiều hôm nay nha mọi người. Chúng như vậy. Một tay một. Ở đây đất gồ ghề không có chỗ dựng cái chân quay của điện thoại. Cái lồng này cũng bự lắm chứ bộ nhỏ ha, mà nó ép vậy nè mọi người. Tức cái mình. Có cái lỗ chui ra mà không chịu ra, đó. Ra đi. Ra. Không chịu chui vô cái lỗ mà chui lên tên chi đó. Chịu xuống dưới tên không chịu chui đâu đó, ra đây nha mọi người. Con này có thể được 1 ký nha mọi người. Thì con rắn này là con rắn đầu tiên nha mọi người, con rắn thứ hai nha mọi người.
mới vô cái đầu nó cũng chưa có tà mấy nha mọi người, chắc này mới vô ngày hôm qua ăn con chuột xong mình nằm trong đây luôn, không có dãy giụa cho nên không có chạy cái đầu nha mọi người. Rồi để em bỏ nó vô là em lại đằng kia em thăm hai cái đằng kia nha mọi người, thì em quay cho mọi người xem xong mình chạy xuống tới điểm mới luôn. Hy vọng lần buổi chiều hôm nay hai mấy cái có thành quả tốt nha mọi người. Ở cặp mấy kinh niệm con cái nữa nha mọi người, lòi mạch như chó. Đây nha mọi người, cái này mà không dính em rút luôn nha mọi người, còn không dính thì em để lại. Ồ, dính 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 mọi người, dính dính, trời ơi con heo nữa. Rồi để em đặt lại cái bãi xe cua nha mọi người, nắng này heo với ngựa chạy thấy nóng lạnh rồi đó. Em thăm cái này nữa là em bắt rồi, mới nói thấy lú là một khúc rồi. Dính dính mọi người, dính dính, em thấy cái đuôi à, con heo nữa. Đây ngang ngón tay em chảy nè mọi người, em đặt là lúc ở đâu á, em thấy lú là em tưởng đâu chó tha là nữa chứ. Bây giờ dính nha mọi người, con heo nữa, trời ơi. Đây nha mọi người, con này khá là bự nha mọi người, rồi kiến cắn. Mới vừa nói thăm cái này thì bắt ra cho mọi người xem, thì mới vừa đi lại thấy lứa bảy nó lú là một khúc, tưởng đâu chó hay là ai thăm, ai ngờ đâu nó vô con dện nha mọi người. Rồi con dện này, con dện đen nha mọi người, con dện bự hàng chi, nó lôi cái bẫy em ra luôn. Con này vô, ồ chưa, ồ cái mỏ cũng trầy nè mọi người, cái mỏ nó cũng dù dữ luôn. Đây nha, còn còn con hồi nãy nè mọi người, con mới dính đằng kia em tháo ra luôn, chưa bắt nữa. Con này là con dện thứ ba, hai con này là thứ ba nha mọi người, thứ hai và thứ ba. Con kia thì cả ký, con này thì 6 lạng, 6-7 lạng, còn con này là trên ký nha mọi người. Hai con quá im mọi người. Rồi bây giờ để em, giờ không có bẫy đặt loại nữa chứ, đem đem bắt nó ra luôn nha mọi người. Đây không có chỗ nào bằng phẳng được, em kiếm chỗ bằng phẳng em dựng cái máy lên em bắt nó ra nha mọi người. Rồi đem bắt nó ra nha mọi người. Cái con dện này là con dện dính đầu tiên nè mọi người, ở trong cái bẫy ở trong kia, ở chỗ cái hàng rào. Bắt con dền bự ra trước nha mọi người, tháo cái bịch ra trước đó. Em cứng ngắt cái hôm luôn mọi người, bắt nó ra là nha mọi người. Con này nó cũng dữ lắm á, mập ú ù luôn mọi người.
Thôi để em bỏ nó vô để em bắt con kia ra nha mọi người. Cái đầu còn mới luôn nè. Quá thì nó xiết cứng ngắc luôn. Nó xiết cứng ngắc cái tay em luôn mọi người. Nhỏ này nó mới giữ nè. Quá bắt ra gọn luôn nha mọi người. Ui nó ỉa. Rồi em bỏ nó vô cái nha mọi người. Con nào nó cũng xếp cứng ngắc thôi. Có ký này nha mọi người, ba con là có ký này nè. Đã không? Bốn con chứ còn hành. Còn hành nữa. Rồi. Để em bỏ chuột vô em đặt lại thì đi tiếp nha mọi người. Gần đây em có con cái nha mọi người. Cái này nếu mà không dính cho em dời qua mấy góc bên đó không mọi người. Ở đây thì em có 7 cái, trong đây 4 cái, ngoài kia 3 cái là 7 cái. 9 cái mà em rút đi từ từ đó mọi người. Nó không dính thì em rút đi từ từ. Còn lại 7 cái. Thì giờ em thăm ở đây 4 cái ở đây, còn 3 cái ngoài kia thì em để ngày mai nha mọi người. Tại vì bây giờ cũng tối rồi. Em tranh thủ em đi thăm, em về em còn bơm nước cỏ nữa. Nắng quá, không có cỏ đủ cho dê nó ăn. Rồi cái này không dính luôn nha mọi người. Chiến rồi cũng không dính, chiến này không dính. Để em dời qua mấy bên đó nha mọi người. Mấy góc bên đó. Gần đây em có con cái nha mọi người. Cái này thì mấy chiến à. Có chiến dính, có chiến không. Hình như là 4 chiến, 5 chiến gì đó. Dính 3 chiến. Còn 2 chiến thì trớt. Chiến cái này chiến vừa rồi thì chiến trước thì dính con hổ sáp. Chiến sau thì dính con hổ hành. Chiến này không biết như thế nào. Thấy nhẹ xìu mọi người. Chiến này dính con hột trớt. Trớt quất á. Dính không? Đó, dưới lậm rậm quá không dám thò tay nha mọi người. Ồ dính mọi người. Còn hổ hành nữa nó mới vô. Ăn cái bụng còn ốc nóc. Hành ba nha mọi người. Có chút ép vậy á mà tiêu diệt được con chuột. Còn có con thì chà bá mà chui vô bị con chuột cắn banh chành chích queo. Rồi để em ốp máy em đặt lại cái bãi xí cua nha mọi người. Dưới đây em có con cái nữa nha mọi người. Cái này là cái thứ tư nè. Cái thứ tư cũng là cái cuối cùng của điểm này, khu trong đây. Nãy cái kia em thăm không dính thì em không em quay xong em cắt bỏ luôn.
Cái này thì chiến rồi cũng dính nha mọi người. Chiến này thì sao? Chiến này thì con chuột còn nha mọi người. Chuột còn mà sao nó dài hôm kỳ ta. Rồi, để em đặt lại cái em chạy xuống tới cái điểm mới thì em quay cho mọi người xem nha. Điểm mới kia hình như là 9 cái nha mọi người. Xong rồi em kết thúc clip luôn nha mọi người. Xuống cái điểm kia là 9 cái kia xong rồi. Là kết thúc cuộc hành trình đi thăm bẫy buổi chiều hôm nay nha mọi người. Em xuống tới cái luồng 9 cái dưới đây này nha mọi người. Tại ông ở đó đó, ngay chỗ cánh tay em chỉ. Không biết mọi người thấy không? Lúc bên trên đó, là có người ta đang cắt cỏ nha mọi người. Còn trong đó là trong nhà của người ta. Cho nên em phải lủi em núp xuống rồi em mới bấm máy em quay cho mọi người xem được. Thì ở trong cái lùm này em có con cái nha mọi người. Em theo cái bẫy xe cua nè, xe em dựng ngoài kia. Anh em ta múc đất người ta chạy máy cày hì luôn. Nhưng mà mấy anh chạy máy cày thì mấy anh không có ấy, mấy anh thấy mấy anh còn chỉ mình nữa. Trong đây nha mọi người. Em sợ nhất là ong, ba con ong. Con ong nghệ u nặng nha mọi người. Con gì mà nặng dữ vậy ta? Cái đầu tiên luôn nha mọi người. Cái đầu tiên của điểm này. Rồi không hành mọi người. Ôi con hành này quá trời im luôn mọi người ơi. Thôi hết sức nói con hổ hành rồi. Quá rồi con hổ hành luôn mọi người. Im quá im quá ấm luôn mọi người ơi. Ôi nhức cái răng. Rồi đem đặt lại cái bẫy xe cua là kia em bắt lại cho mọi người xem nha. Rồi đem bắt con hổ hành này ra nha mọi người. Giờ cũng tối nè, gấp rồi. Không có dựng cái chân quay mọi người thông cảm cho em nha. Bắt tay luôn. Ôi con này nó mới vô mọi người ơi. Nè, nó ăn con chuột nó mới còn ói nè. Con chuột còn đây nha mọi người. Nè. Mới ói con chuột ra luôn á. Ngay con tay em chỉ nè. Nó mới vô nó mới ăn, nó chưa ỉa luôn. Ôi cái con hổ hành. Cái đầu còn mứt mượt luôn nha mọi người. Thì hồi sáng á, em cũng có đi thăm bẫy nữa nha mọi người, em cũng có đi thăm nữa. Cái luồng hồi sáng là em thăm 20 cái. Em có quay nữa nhưng mà em không có biết là có nên đăng hay không, tại vì hai luồng đó 20 cái mà dính được có 3 con, hai con hành ba với một con hổ vịnh nhỏ nữa. Cho nên em còn để đó. Em quay xong em cũng không kết thúc clip luôn nữa. Tại dính vậy mà sao tính không đăng á mọi người, cho nên không kết thúc clip. Là chiều em đi nè mọi người, chiều em đi tiếp một luồng nữa, sáng thì 20 còn giờ thì 25 buổi chiều thì quá im nha mọi người. Im nhất là con hành này nè mọi người. Mấy con vịnh không ngon chứ con hành này là quá là im luôn. Nè. Trời ơi cái con này nó lì. Nhắc là người ta về tao đi công chuyện, còn làm công chuyện nữa nè. Rồi một nắm luôn mọi người ơi. À. Ôi nó đã cái gì đâu quá mọi người. Ôi em nắm không hết luôn á mọi người. Thấy nóng lạnh con hổ hành được chứ. Con này cầu à. Ôi, con này cầu cả 9 lạng rồi mọi người. Biết tới hôm nữa. Thì em đoán đại vậy nha mọi người. Quá tệ ả luôn. Dù một khúc luôn mọi người. Rồi để em bỏ nó vô rồi đi tiếp nha mọi người. Cái đầu tiên dính con hành này quá im luôn nha mọi người. Cái luồng này là luồng 9 cái em mới đặt đây nè, mới dời xuống đây. Rồi để em bỏ nó vô nha mọi người, nó siết tê tay quá. Trong cái đống lát này em có 1 cái nữa nha mọi người. Buổi chiều thì người ta đi cắt cỏ cũng nhiều lắm nha mọi người. Thăm thì thăm chứ mất thì mất chứ biết sao giờ.
không thấy gì trơn. Nữa mắc chuột nữa. Em không hiểu lý do luôn mọi người, sáng giờ á là như thế này nè. Bẫy của em thì nó còn nguyên vẹn nha. Mà mắc chuột. Chuột thì nó cắn được mấy bịch lúa rồi, ý mấy hột lúa rồi đó. Mà nó mất tiêu con chuột à. Cái luồng hồi sáng cũng vậy. Kỳ không biết. Rồi, đem bỏ nó vô nha mọi người. Ý lộn, đem đặt lại cái bẫy xí cua. Tiếp tục cái thứ ba nha mọi người. Bữa em đặt ở trong đây không biết còn không ấy. Có ông anh kia ông đi cắt cỏ, ông ôm cái bao đi cắt cỏ, không thấy mình cũng dòm quá trời dòm. Rồi thấy nhẹ hiều mọi người. Còn chuột luôn nha mọi người. Đủ lúa ăn luôn. Ở đây em còn cái nữa hết bẫy nha mọi người. Nãy vô cái đầu tiên dính con hữu hành. Hữu hành nhất thiệt đã. 8-9 lạng thiệt ngon. 8 cái sào rất quất. Cái này là cái thứ 8. Cái thứ 8 mà cái thứ 7 cái là không dính rồi đó mọi người. Cái này là cái thứ 8. Không biết có dính hay không nữa. Cái đầu tiên là dính. 7 cái sào không dính. Cái này không biết có dính hay không. Rồi nhẹ hiệu luôn mọi người. Thấy thèm thiệt chứ. Rồi mắc chuột không có lý do nữa. Hay thiệt chứ. Rồi để em đặt lại bẫy xí cua nha mọi người. Để coi chuyến sau coi lý do gì nó mắc chuột. Rồi để em về nhà là em tổng kết số rắn cho mọi người xem luôn nha. Em về tới nhà rồi nha mọi người. Thì đây con trọng đèn nha mọi người. Cái luồng 7-9 cái dưới kia ngon cái ghê. Mới vô cái đầu tiên dính con hữu hành nhất. Còn được nhiêu chuột đây nha mọi người. Còn được nhiêu đây. Được mười mấy con á. Thì ở trong chuồng còn số nữa. Mời đi thăm cái mấy cái luồng kia được. Con thử cho mọi người xem nha. Lấy cái rổ giùm em. Mấy con vịt này. Mấy hổ vện nè mọi người. Có con hổ hành này đã. Phê nhất con hổ hành này. Hổ hành này cũng cả 8 lạng, 9 lạng nữa mọi người. Cái rổ này là 100 gram nha mọi người. Ơi con vịt nó lại lẻ 4,9 kg mọi người. 4,9 kg. Từ. Còn 4,8 kg này 100 gram nữa, còn 4,8 kg. Nào dẹp đi. Con hành nhất, 3 hũ vện với lại 2 hũ hành 3 nha mọi người. Quá đã. Rồi. Mọi người xem video mọi người thấy hay hữu ích thì mọi người hãy cho Sông Bắc Bánh Trưng một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ cho mọi người để ủng hộ cho em. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo.